Hôm nay ngày 7 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024 sớm hơn so với dự kiến. Và như vậy, thời gian công bố sớm hơn so với dự kiến 3 ngày. Việc công bố sớm sẽ giúp giải tỏa bớt sự hồi hộp và lo âu của gần 90.000 thí sinh và gia đình. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay điểm thi vào lớp 10 cao hơn năm trước, trong đó môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi từ 8 điểm trở lên. Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt 10 điểm tăng cao so với năm trước đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi. Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình, trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Chỉ có môn Toán có số bài thi đạt điểm trung bình chiếm gần 55%, số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước. Vì vậy nhiều người dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng ở một số trường trung học phổ thông. Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi công bố điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng của mình, từ đó sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi vào lớp 10 và điểm ưu tiên. Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm không. Học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển từ nay đến hết ngày 1 tháng 8.